Nếu mày thấy trường hợp đó xảy ra, mày có ra tay cứu người không? Thế cảnh gì ạ? Đánh nhau trên đường. Dạ. Thôi, đại ca cho em xin ạ. Em chẳng dại. Thế mà sao đại ca lại hỏi thế ạ? Thế thì thằng này có hai khả năng. Một, nó là cớm. Vì mấy thằng cớm thường hay có thói quen can thiệp chuyện ngoài đường. Nhưng mà không giấu được, chuyện đó sẽ dễ bị bại lộ. Hai là... Là sao ấy? Nó rất chất, dám liều mạng ra tay cứu kẻ yếu. Nhưng mà giang hồ á, thì có thằng nào đàng hoàng tử tế? Đại ca cả nghĩ quá. Mà đa nghi Tào Tháo như đại ca thì cũng mệt thật ấy. Mình đã thử nó bao nhiêu lần rồi mà đại ca vẫn chuyên tâm là sao? Không hiểu sao tao vẫn có linh cảm không lành. Mặc dầu nó vẫn thể hiện rất chất bộ đội bộ trảo đấy. Em ấy thì thấy thằng này ổn, không có vấn đề gì. Mà thôi anh ạ, cứ để qua chuyến hàng này. Nếu mà nó chuẩn ấy thì anh cho nó về làm người của mình. Có thằng này về ấy, mình cũng vững tâm hơn. Sau này mình sẽ giao cho nó luôn cái vụ chuyển hàng cho bọn thằng Toàn. Nhưng mà tụi mày nhớ giám sát nó 24/24 cho tao. Dạ. À mà anh ơi, thế bao giờ hàng về ạ? Nội trong tuần này. À mà này. Dạ. Mấy hôm nay á, ở đây có biến động gì không? Dạ không ạ. À mà anh ơi, em nghe nói ở trên biển bản Mường Cả ấy, có hai thằng lạ mặt về ở cùng với hai cô giáo. Hai thằng lạ mặt à? Dạ vâng. Sao mày biết? Dạ em nghe thằng bọn bảo vệ nó kể thế. Gọi thằng bọn về đây cho tao. Dạ dạ dạ. Bọn, mày ra đây ngay. Dạ đại ca. Dạ dạ dạ. Dạ ông Châu ạ, con ạ. Chuyện hai thằng vào lớp cặp bản thế nào? Dạ mấy hôm bữa trước thằng An Lẩu, con của con, vào đây và nó nói có hai người thanh niên lạ mặt vào ở với cô giáo ạ. Sao mày không nói tao biết? Mày cấp à? Dạ con tưởng không phải chuyện của mình nên con không nói ạ. Con nghĩ đấy là người yêu của cô giáo hoặc là chồng của cô giáo thôi ạ. Đồ ngu! Cái đầu của mày chỉ nghĩ được thế thôi à? Việc có mặt hai thằng ở lớp cấp bản là không bình thường rồi. Tuân, dạ. Mày dẫn một bọn lên lớp cấp bản, hỏi hai đứa cô giáo kia xem bọn đó là ai. Vâng ạ. Nếu nó không nghe, bắt về đây gặp tao. Vâng ạ. Hôm. Dạ. Sáng mai mày dẫn con mày vào đây gặp tao. Dạ dạ con biết rồi. Tuân này. Dạ. Tao nghe nói là hai thằng đó bị chém gần chết à? Dạ vâng ạ. Em nghe nói hai thằng đi theo dõi thằng Hùng, ngồi trên xe nhìn thấy ạ. Vậy ai đưa hai thằng đó vào bệnh viện? Cái này thì... Kêu tụi đó lại đây. Dạ, dạ vâng ạ. Hai thằng mày quay lại đây ngay. Đại ca có chuyện muốn hỏi. Chúng nó đến rồi ạ. Dạ đại ca cho em ạ. Chuyện hai thằng kia bị chém thế nào? À, chúng nó bị chém vào vai, vào tay, bê bết máu ạ. Ai đưa tụi đó đi khỏi chỗ đó? Dạ đại ca, thằng Hùng nó cản thằng kia lại. Còn hai thằng nó tự đi bằng xe máy ạ. Được rồi, bọn mày đi làm đi. Dạ. Hai thằng đó bị thương nặng, chắc chắn chưa thể đi xa. Cùng lắm là về trở lại dưới huyện. Tuân, mày dẫn bọn nó về đó, lục tung tất cả bệnh viện, trạm xá, nhà nghỉ, nhà trọ, xem có tụi nó hay không. Nếu có, bắt về đây gặp tao. Dạ. Mà tại sao phải làm thế hả đại ca? Mày ngu quá. Hoặc là thằng Hùng quen biết, hoặc với tụi nó là một nhóm, mới ra tay cứu giúp. Bắt được nó, đem về đây tra hỏi, sẽ biết ông tướng này là ai. Vâng ạ. Mà thưa đại ca, thế có cần em lên bắt hai đứa giáo viên về đây luôn không ạ? Bắt hai thằng kia trước,
kẻo nó trốn mất. Bắt được rồi, đem về đây cho hai đứa kia nhận mặt. Vâng ạ. À mà này, mày đi ngang bệnh viện, ghé hỏi thằng Kiên, tại sao nó chém hai thằng kia. Vâng ạ, em đi luôn ạ. Đi đi. Hai đứa theo nó. Anh Lâm, ai vậy? Chắc là ông Triều. Cho tao. Rồi. Đại ca. Đây. Cái gì? Hai bệnh nhân nằm ở hai cái giường ấy đâu? Lúc đây hai chú nằm ở đây, chắc ra ngoài ăn tối rồi. Đi đâu chưa? Tôi mệt ngủ thiếp đi, không biết chú đi khi nào đâu.